Em lại chào các bác nhá. Hôm nay em lại lên chia sẻ cho các bác anh em một số con giống nha. Rất nhiều con giống. Hôm nay thì em có chia sẻ cho các bác một cái số dòng ám rất là đẹp. Ở đây em có một cái chậu mít Xuân Sơn. Đó, cái dòng núi ngọn 52 này mẹ nó đẹp lắm các bác nha. Chia sẻ yêu thương thôi. Đó, cái giò nó nằm trên này, này. Dài khoảng 2 mét. Chia sẻ yêu thương cho bác siêu tầm nhé. Cái này không ghi số thì theo thứ tự thôi. Đây cái kỳ mít Xuân Sơn núi ngọn em chia sẻ cho bác siêu tầm này, 50k. Là cái đơn số 1. Tiếp theo là cặp số 2 này là 2 kỳ tố đan. 2 kg tố đan này chia sẻ cho các bác 100k nhé. 100k này. Cái này 50k. Tiếp theo thì em chia sẻ cho các bác là cặp tố đan tiếp theo. Cái cặp này để cho nó cân xứng. Đó. Cái cặp này em cũng chia sẻ cho các bác là 100k. Cặp số 2 này cũng là 100k. Đó. Và em theo thứ tự là một số 1 là mít Xuân Sơn 150k này. Số 2 tố đan 100k 2 kg. Số 3 100k 2 kg. Tiếp theo là ám lá nhựa địch quả đẹp phê pha. Cái đơn ám lá nhựa địch quả số 1 này chia sẻ các bác 100.000. Đó, trên thân này các bác về làm được rất là nhiều kỳ nhé. Địch quả thì nó rất là nổi tiếng rồi, hoa đẹp, thân lá đẹp. 100k. Số 1. Số 2 một cũng 100k luôn, 2 kg luôn. Một mầm gốc, 1 kg trên thân. Đó, địch quả nhá. Bác nào mà siêu tầm thì liên hệ nhé. Tiếp theo là một cái chậu 5 cái trắng anh cà 2 mầm. Đó, cái này thì nó mất nón rồi. Thì nó sẽ đi mầm gốc ở đây. Và từ lúc nó mất nón thì bây giờ là mầm gốc nó đang lên rồi. Đó các bác này. Đấy đang sưng rồi. Đó, cái chậu anh cà này chia sẻ cho các bác anh em giá là 200k nhé. Đẹp. Khỏe đẹp nhé. Nó rất là khỏe đẹp. Tiếp theo. Mời các bác đi vào một số hàng con giống siêu tầm. Ở đây thì em có một cái đơn 29 mít sen hồng Hàm Yên. Chia sẻ cho các bác anh em giá là 600k nhé. Con giống nhé. Và một cái đơn 28 là 500k 2 kg. Và đơn 27 là 500k. Đó, ba đơn này 500, 500, 600. Bạn nào sưu tầm thì alo trực tiếp cho em. Và tiếp theo là mời các bác đi vào một cái phân khúc khác. Ở đây là có Cố Hương này. Cái chậu Cố Hương này bán rồi. Còn hai chậu. Cái chậu Cố Hương này là số 20 nhẹ bộ 25 nhé. Chia sẻ cho các bác giá là 500k lấy cả nhà là 400.000. Cái này 500k lấy cả nhà cũng 400.000. Đó. Tiếp theo là một con na 5 trắng Thái Nguyên. Chia sẻ cho các bác đơn số 1 này là 500k. Đó, bác nào mà sưu tầm thì liên hệ nhé. Đơn số 2 này là 500k Thái Nguyên nhé. Đơn số 3 là 500k. Đó, nằm trắng Thái Nguyên mặt hoa rất là phê pha rồi. Tiếp tục là một cây số 7 Bạch Tuyết. Cũng khá lâu rồi, chia sẻ cho các bác 3.500.000. Kỳ đẹp như hình. Đó các bác nhé. Rất khỏe, rất tuyệt vời, rất khỏe luôn. 3.5k thì lấy các bác là 2.5 triệu nhé. Con này là con số 8 3.6, lấy các bác là 2.600.000 cho bác sưu tầm nhé. Đó. Và tiếp tục là một cái con mắt trâu 5 triệu, lấy các bác là 3.000.000 năm trắng mắt trâu. Ngày xưa những kỳ này 1 tỷ tỷ tư.
đó. Cái này thì nó không chuẩn lắm, nhưng mà giá này là giá cực kỳ yêu thương rồi, 5 triệu đồng lấy các bác là 3 triệu nhé. Đó, bác nào sưu tầm thì liên hệ trực tiếp cho em. Tiếp tục là đơn số 18 Bạch Tuyết, chia sẻ cho các bác là 1 triệu 500. Kỳ đẹp như hình, cắt khúc tự nhiên. Đó, 1 triệu 500 thì lấy các bác là 1 triệu 200 nhé. Con số 19 này 1 triệu 200, lấy các bác là 1 triệu. Rẽ ra rất là khỏe, rất là lực rồi. Con số 20 này là một con Bảo Duy, 6 triệu đồng. Ghi rẽ khỏe, bao phê bao khỏe cho các bác này, 6 triệu đồng. Đó, tiếp theo đơn số 21, 15 triệu Bảo Duy, chia sẻ cho các bác anh em giá là 12 triệu đồng nhá. 15 triệu giảm cho các bác là còn 12 triệu. Ghi 52 đẹp như hình nhá, rất khỏe, rất lực, rất bảo chúa luôn. Đó, một kỳ GF 10 triệu đồng. Lấy các bác là 8 triệu đồng. GF rất đẹp. Một con số 23, người đẹp không tên, 26 triệu. Chia sẻ cho các bác là 26 triệu, lấy các bác là 22 triệu nhé. Bác nào sưu tầm con giống nào thì comment lên, liên hệ trực tiếp. Và tiếp tục là một cái đơn số 16 Bạch Tuyết 1 triệu đồng, lấy các bác là 800.000, ghi cắt khung tự nhiên nhé. Một đơn nữa 14 vẫn là Bạch Tuyết 1 triệu đồng, cũng lấy các bác là 800.000. Đó, một con lách 1.500.000 đồng, lấy các bác là 1.200.000. Tiếp tục là một con hoa hậu xứ Mường 4 triệu đồng, lấy các bác 2 triệu đồng 2 kỳ. Đơn số 5 vẫn là hoa hậu xứ Mường 2 triệu, lấy các bác 1 triệu đồng, kỳ rất khỏe, rất lực luôn. Đơn số 4 một con bồng lai 1.500.000, 2 triệu lấy các bác 1.500.000. Đó, tiếp theo là một con bồng lai nữa, 2 triệu lấy 1.500.000. Đó, bác nào sưu tầm thì liên hệ cho em. Một con bồng lai số 3, 2.2 triệu lấy các bác là 1.800.000. Rất tuyệt vời nhé. Và xem ra có một cái số gì chia sẻ cho các bác nữa này. Lên trên này xem là có cái gì không. Có rất nhiều luôn. Đây là một con hồng trinh nữ, bồng gốc lách, chia sẻ cho các bác giá là 500.000 đồng. Khỏe đẹp các bác nhé, ngọ đang phát triển bình thường. Hồng trinh nữ rất đẹp. Một chậu HO 6 kỳ lấy các bác 200 nhé. 6 kỳ trên thân lấy các bác 200. Và một con số 27 này là hồng á hậu này, đẹp khuế 52, 1.500.000 lấy các bác 1 triệu nhé. Rất yêu thương. Cây đang phát triển tình trạng rất là khỏe, rất lực, rất phi phàm luôn. Đó, bác nào mà có nhu cầu thì alo chốt đơn cho em. Tiếp tục là về cái con á hậu cắt khúc tự nhiên, khuế đẹp. Đó, lấy các bác 250.000, nhưng mà chia sẻ các bác là 200 nhé. Đó, còn 2 kỳ bé bé này, đồng giá 200.000 một kỳ. 1, 2 kỳ 200. Cặp này là 400 các bác nhé. Đó, còn con này là lấy các bác 500, kỳ cắt khúc tự nhiên nhé. Đó, ba con hồng á hậu rất đẹp, rất khuế luôn. Và HO 50k một chậu. Bác nào lấy thì một chậu là 50.000, hai chậu là 100.000. Khuế đẹp nhé.
quế đẹp thuần chậu hết rồi, chia sẻ yêu thương các bác. Một kỳ hồng trinh nữ nhỏ nhỏ thôi, hàng siêu tầm 200k thuần hóa hết rồi đó. Bác nào siêu tầm thì cứ việc liên hệ trực tiếp cho em điểm xem là ở đây có một cái kỳ bẹt, một kỳ duy nhất thôi, kỳ này chia sẻ các bác 200.000 bẹt như nguyệt đó. Một chậu gái nhẹ này chia sẻ nốt cho các bác là 100.000 đó, nếu như các bác mà có nhu cầu thì liên hệ nhé. Bẹt như nguyệt này trước em có 4-5 chậu em bán hết rồi đó, còn một chậu thôi. Và video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn toàn thể các bác anh em đã quan tâm theo dõi nhé.